Trong cái nội dung của bài hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái chủ đề, đó là về phát triển nhân sự. Thế thì làm thế nào để mà chúng ta phát triển được cái nhân sự ở trong chính cái charter của chúng ta? Để làm thế nào để chúng ta có được những đồng đội tốt, những anh em tốt để cùng nhau phát triển trong doanh nghiệp? Thế rồi là làm thế nào để dựng được một cái bộ máy ở trong doanh nghiệp của chúng ta và những cái sai lầm chúng ta có thể mắc phải? Đấy, thì cái điểm đầu tiên tôi muốn nói với chị đó là chúng ta cần phải vẽ được cái sơ đồ cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Mỗi một cái doanh nghiệp của chúng ta cần, trong các cái giai đoạn khác nhau thì sẽ cần một cái cơ cấu tổ chức khác nhau, nhưng chúng ta cần phải ngồi xuống để chúng ta phải xác định thực sự là trong doanh nghiệp của chúng ta cần những bộ phận phòng ban nào. Thế thì để từ đó chúng ta mới biết được mong muốn, nhu cầu của cái nhân sự để phát triển doanh nghiệp chúng ta. Sau từ cái sơ đồ cơ cấu, cái điều mà chúng ta cần như vậy thì chúng ta phải dựa vào quy định của pháp luật hiện hành, luật lao động, luật bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, các cái luật liên quan đến nhân sự, để từ đó chúng ta ban hành ra một cái cơ chế chính sách nhân sự tiền lương. Đó nó giống như một cái hành lang pháp lý, để từ đó chúng ta mới có cái thứ để chúng ta điều hành nhân sự. Đâu đó doanh nghiệp của bạn nói chúng ta gần như bị thiếu chỗ này hoặc là chưa tốt. Tiếp nữa đó là cần phải có hợp đồng lao động, và mỗi một nhân sự được ký, được đặt một cái vị trí ở trong doanh nghiệp thì phải biết được chính xác nhân sự đấy làm cái gì, phải thực hiện công việc gì. Điều này chúng ta cũng mắc phải khá nhiều. Phần đa cứ kể nhân sự về, cứ nói với nhau thỏa thuận bằng miệng, họ cứ giao đủ mọi thứ công việc vào cho nhân sự, xong cuối cùng không hiệu quả. Và cuối cùng đó là phải có một cái bảng KPI để đánh giá được tất cả các nhân sự cùng bao trong doanh nghiệp, bao gồm có cả chúng ta. Tại vì cái điều rất quan trọng ấy, là chúng ta làm được cho chính mình thì chắc chắn sẽ làm được nhân sự cấp dưới. Phần đa anh em chúng ta không bao giờ ngồi đánh giá chính mình, để từ đó chúng ta thay đổi, chúng ta tốt hơn chính bản thân mình và cho doanh nghiệp mình. Thì điểm đầu tiên tôi muốn nói là trong doanh nghiệp là chúng ta cần phải xây dựng cái này: hệ thống, cơ chế chính sách, tiền lương nhân sự. Nếu anh chị nào mà cần lấy các cái tài liệu mẫu thì tôi có thể gửi cho anh chị được. Tại vì tôi đã từng làm các cái thứ này cho các doanh nghiệp. Nội dung thứ hai đó là gì? Từ cái nhu cầu mong muốn đấy, chúng ta tuyển dụng và đào tạo. Thì chúng ta tạo chia nhân sự nó có 3 cấp. Cấp 1 đó là chúng ta, đó là ban giám đốc, thành viên hội quản trị, những người được gọi là quản trị cấp cao. Thứ hai đó là nhân sự tầm trung, trưởng các bộ phận. Và thứ ba đó là nhân viên làm việc. Trong đoạn này chúng ta cũng bị lẫn lộn khá nhiều. Bởi vì nếu như là chủ doanh nghiệp hoặc tuyển giám đốc điều hành, phó giám đốc, những người giữ vai trò cấp cao, chúng ta tuyển tướng khác hoàn toàn tuyển quân. Tuyển tướng là chúng ta ra đề bài báo quát, anh phải đi giải quyết. Còn tuyển quân thì bắt buộc phải có bản mô tả chi tiết nhân sự đấy làm gì, và từng vị trí đó chúng ta phải ngồi xuống xem một cách nghiêm túc là họ chịu trách nhiệm gì và họ được quyền lợi là gì. Có một cái sai lầm đó là chúng ta cứ đặt cho một cái tên xong chúng ta gán cho gần lấy tiền, mà nó làm cũng trả tiền, không làm cũng phải trả tiền. Trong tuần vừa qua tôi ngồi với một cái công ty mới được thành lập, có khoảng 11 anh chị em góp vào đấy khoảng 20 tỷ. Họ coi như start, kiểu như con nhà giàu ấy. Nó tiêu trong khoảng 12 tháng hơn một tí, nó tiêu hết sạch, xong cuối cùng nó không biết tại sao, mà không biết là gì, nó bị sai lầm ở chỗ nào. Nhưng mà toàn sinh viên xuất sắc sau cái cuộc họp lớp ấy, lớp đại học ấy, ở trong trường khối kinh tế, thì quay về nó góc cái sai lầm như vậy. Đó. Thì nó chết ở chính cái đoạn này. Toàn tuyển giám đốc cao, xong mà định nghĩa cái vị trí rất là cao, xong cho cái mức lương rất là cao, xong hết tháng trả tiền, còn không biết nó chịu trách nhiệm gì, mong lại cái gì. Thì anh chị lưu ý là chúng ta phân cấp cho cái thứ này và chúng ta phải biết được. Ví dụ như là gì, chúng ta hay quát nhân viên ấy, tuyển một cái đứa nhân viên kế toán về trả lương 8 triệu bắt nó xây dựng hệ thống, tức là sai lầm. Nó phải được mô tả sẵn hệ thống và nó chỉ có mỗi nhập liệu vào và chạy ra theo một hệ thống thôi thì nó mới đúng. Thế còn tuyển một thằng trưởng phòng về lại bắt nó ngồi nhập liệu, thế là lãng phí, trả nó 20-30 triệu, cuối cùng bằng nó ngồi nhập liệu, nó phải làm những việc đó, sai lầm. Tuyển một thằng giám đốc về
để điều hành thay cho mình, và trong khi đó công ty của mình nó đang còn rất nhiều đầy rẫy khó khăn, tiền đâu mà trả, trách nhiệm gì ở từ cái vị trí đó. Và nội dung thông điệp thứ ba tôi muốn trao đổi với anh chị là làm thế nào để chúng ta giữ được chân nhân sự ở trong chính cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta. Thì nó có một vài, tất nhiên là có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng trong đó đó là gì? Phải trao quyền và trách nhiệm rõ ràng, các hiện ấy trên hợp đồng lao động và mô tả công việc, và phải có được cái tiền lương nhân sự, cái sự đãi ngộ thật cụ thể, không chung chung. Tiếp nữa đó là sự công nhận và khen thưởng, thấu hiểu nhân sự và con đường sự nghiệp. Bạn tùy một cái nhân sự về, bạn cứ muốn họ gắn với bạn suốt cả một cuộc đời. Thì ở trong chúng ta vừa phân tích nó có ba cái lớp: nhân viên, quản lý cấp trung và lãnh đạo. Thế thì mỗi cái vị trí đấy ở trong doanh nghiệp nó chỉ có giới hạn ghế thôi. Ông vẫn ngồi đấy thì làm sao nhân viên của ông ngồi chỗ nào được, nó không lên được. Cho nên từ đó chúng ta phải rất là thấu hiểu được, chúng ta còn phải vẽ được con đường sự nghiệp cho chính nhân viên của chúng ta, và chúng ta biết được mỗi một nhân sự ở cái vị trí đấy thì họ nên ở với chúng ta bao lâu. Chúng ta trả cái mức lương là nhân viên thì chúng ta họ chỉ ở với chúng ta khoảng 2 năm, 3 năm chứ. Sau đó cũng phải bảo họ là gì, em nên rời sang công ty khác để em lên vị trí quản lý, và chị lại tuyển tiếp nhân sự mới vào ngồi vị trí đó. Không cứ bắt ngồi mãi ở đấy, lương nó không lên được, ghế hết chỗ rồi, nó không có chỗ để nó ngồi, làm sao phát triển được. Cho nên là phải thấu hiểu được rất rõ cái con đường sự nghiệp của cái nhân sự đó, cái năng lực của nhân sự đó và cái thu nhập của nhân sự đó, để rồi chúng ta giữ được nhân sự và có kế hoạch cho nhân sự cái tốt nhất. À, các anh chị là năm nào đầu năm tôi cũng ngồi lập kế hoạch và cũng hỏi anh em nhân viên là năm nay có cái kế hoạch gì không. Thật ra là để khi mà một cái văn hóa ứng xử, một cái sự tử tế trong nhau ấy, thì nhân viên năm nay nó có kế hoạch là nó đổi công việc, nó đi, nó báo trước cho mình, và nó sẽ có kế hoạch để tìm một cái thằng khác để gắn thay vào chỗ đó. Chứ đằng này mình cứ toàn cái kiểu mình chơi trò u tìm lừa nhau ấy, mai nó tìm được công ty việc khác khai báo thôi em nghỉ thôi, em nghỉ đi học cao học rồi em nghỉ gia đình rồi em nghỉ với đủ mọi lý do. Nhưng thật ra đấy là những cái lý do mà lừa dối nhau thôi. Thì một cái văn hóa ứng xử, sự tử tế và thấu hiểu giữa chúng ta như thế nào và nhân sự chúng ta như thế nào, để từ đó chúng ta sẽ có một cái kế hoạch cho nhân sự và giữ cho nhân sự để mà chúng ta phát triển bền vững được doanh nghiệp của mình. Đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ. Rất cảm ơn anh chị. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm một nút đăng ký kênh và bấm một nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.